tại lễ trao giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam, Vietnam Digital Awards VDA năm 2021 diễn ra tại Hà Nội vào chiều qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng là một trong 11 đơn vị được vinh danh tại hạng mục Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc với sản phẩm kho dữ liệu dùng chung thành phố Đà Nẵng. Giải thưởng năm nay nhận được hơn 300 hồ sơ tham dự với chất lượng nổi bật, ứng dụng nhiều công nghệ mới như AI, Big Data, Blockchain, Cloud và nhiều giải pháp công nghệ phục vụ phòng chống COVID-19. Tại lễ trao giải, 53 hồ sơ xuất sắc nhất đã được vinh danh ở 4 hạng mục gồm Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc, Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc, Sản phẩm giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu, Sản phẩm giải pháp thu hẹp khoảng cách số. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng được vinh danh tại hạng mục Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc với sản phẩm kho dữ liệu dùng chung thành phố Đà Nẵng. Đây là kho dữ liệu tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, làm sạch, biến đổi, chuẩn hóa dữ liệu, chia sẻ dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu, ràng buộc, giám sát dữ liệu.